Fresh còn grill ở trên ghế mày. Bố tổ sư ở trong hệ này. Lấy đầu tiền với gái mất tán khi vẫn còn dán ở trên đệm mày. Chơi lần đầu em kêu nhẹ tay 29C1 phòng cháy mẹ máy. Muốn hưởng phim phải xin hẹn ngay. Mang bách trăm triệu đi kèm giày. Nó nghe chuyện về tao xong nó ra nét bếp xếp. Nghe vợ chúng mày làm tao ngủ quên. Bố mày ZZZ không tranh giải với mấy con gà và các rapper sinh viên. Tao mua mẹ beat của cái cypher up lên bật kiếm tiền. Ủa em quá là chuyên nghiệp. Mấy thằng em lại luyên thuyên, lúc kể về gái thì sĩ diện, cuối cùng lại bị quyến luyến. Tao có quả họng cứ khắc ra lửa, chắc tao mắc bệnh kinh niên. Tao mang con beat ra nhà tăng lễ, tao bật chế độ kính viếng, làm kiệt tác và sống kín tiếng. Rap bố láo cũng là nghề thiêng liêng. Tao có con cu kẹp bằng game chuyên viên, hai đường cong một đường thẳng tiếp xúc dạng tiếp tuyến. Mấy con đĩ điếm trên 20 vĩ tuyến, không có quyền để diện kiến khi nhà vua đang đi riêng. Tao bật thí nghiệm cùng bên tình nguyện viên, chiêm nghiệm thiên nhiên 9 điểm diễn biến, bím tuyển bím chiến tí từ cái diễn viên. Tao có linh vết về con đầu lý chiến, gái cắt môi tiệc kiểu tịnh kiến. Để bố mày hủy diệt các em khu Kim Liên. Bảo với ban tổ chức được cái giải đây. Buồn thì mua beat bố mày giải khuây. Ship cái hợp đồng mang về cầu giấy trích 10% quản lý cho em áo 2 giây. Tao flex con will ở trên ghế mày. Bố tổ sư ở trong hệ này. Lấy đầu tiền với gái mắt tán khi vẫn còn dán ở trên đệm mày. Này cái nội bài đấy là hàng miễn thuế. Pass 4 Pro tao gọi đấy là quả quê. 80% thu nhập là nhạc rap, còn 20 còn lại tiền bất động sản. Ba căng hơn cả khu lúc thức dậy buổi sáng. Nó căng hơn cả 14 tỷ mà Hoài Linh đang phản kháng. Nó căng hơn cả đồng anti-fan của MCK lên cơn. Và nó căng hơn cả mông chị mày khi chơi cùng tao quá trớn. Bitch.